Chào anh em, hôm nay thì Nam sẽ hướng dẫn anh em bấm dây lan thì chúng ta bảo trì ở nhà khách hàng. Khi mà anh em làm thì dây lan của chúng ta thường là có 3-4 loại, thì Nam sẽ đưa ra một số loại đặc trưng. Loại đầu tiên là loại cắp 5E bình thường này. Đấy. Đặc điểm của nó là 4 đôi 8 sợi này. Đó, và có một cái dây dù ở giữa. Loại thứ hai là cắp 6. Cắp 6 chúng ta thì nó khác cắp 5E là nó có một cái loại nhựa ở giữa và nó to hơn. Khi mà ví dụ là nhét đầu di ra di 5E, cắp 5E thì nó sẽ to hơn, nó nhét nó khó hơn. Đó thì anh em thường phải bấm cái đầu nhựa đi. Bóp bẹp cái đầu và nhét vào nó dễ hơn. Cái loại thứ ba là loại chúng ta cũng đi thoảng dùng với khách hàng đi lên âm tường, đó là Sino. Sino thì nó cũng có 4 đôi 8 sợi, nhưng mà cái lối cái sợi sọc ấy thì màu nó sẽ không xác định như cắp 6 này. Cắp 6 chúng ta thì nó sọc, ví dụ như sọc màu xanh da cam này, màu xanh lá cây, màu nó rõ ràng. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn bấm, sẽ cùng nhau bấm từ những cái dây đơn giản nhất nhá. Thì để chuẩn bị, anh em chuẩn bị dây này, đầu hạt J45, bộ test. Test thì tùy anh em. Còn cái kìm bấm lan. Đó. Bây giờ mình bắt đầu nhá. Thì khi mà bình thường anh em bấm vào dây như này thì anh em sẽ tiến hành tước cái vỏ ngoài, cái vỏ màu trắng đi, là của con dây. Khi tước anh em lưu ý này, là tước thứ nhất là tước cái độ dài nó vừa đủ thôi. Đây này, nó tầm khoảng không một đốt ngón tay một chút. Đó để bấm vào đầu cái tàu thừa bỏ đi nó đỡ lãng phí. Cái thứ hai là khi mà mình tước ấy, thì mình tước nó vừa đủ đứt thôi, nó tránh cái việc đứt cái sợi dây ở trong, cái sợi dây ở trong đây nó chân nó không bị đứt, thì nó khỏi tước vào cái những cái dây bốn đôi ở bên trong, nó dây là lòi cái cắp đồng ra. Sau khi mình tước xong ấy, những anh nào mới thì có thể bẻ riêng ra từng loại, bắt đầu bóc ra từng cái một. Thì chuẩn của chúng ta ấy thì có hai loại chuẩn, chuẩn A và chuẩn B. Chuẩn này anh em thường khi đi làm ấy, thì quy định là chúng ta sẽ dùng chuẩn B. Chuẩn B như thế nào? Đây, anh sẽ làm trước chuẩn B nhé. B này. Đây là cái chuẩn B. Chuẩn B thứ tự ấy sẽ như này. Anh nhìn thấy chưa nhỉ? À, màu sọc da cam, sọc xanh dương, sọc xanh lá cây, xanh dương, sọc xanh dương, đến xanh lá cây, sọc nâu và nâu. Đó. Khi anh em bấm ấy thì anh em để ý đây là chuẩn B nhá. Đấy. Thì khi anh em làm ấy thì trước khi anh làm những anh em mới thì có thể bẻ riêng từng đôi một ra. Từng đôi một ra, nâu riêng, xanh lá cây riêng, xanh dương riêng. Bẻ riêng như này. Thứ hai là bắt đầu tách ra tước thẳng. Thì hai điểm đầu ấy, hai cái đầu là da cam này, ở bên tay trái này, nâu và sọc nâu này. Ở giữa là xanh lá cây, xanh dương và sọc xanh dương. Xanh lá cây thì sẽ nhét vào để làm sao ấy, nó sẽ so le một dây sọc và một dây đơn màu như này. Đó. Khi mà anh em mới xong ấy, thì cái ngón tay của anh em nhé, để nửa ở trên này là cái phần đè vào cái phần mà khi mà chúng ta đã duỗi ra, thẳng ra rồi này. Đây thì chúng ta giữ, còn phần cuối này chúng ta để cái nốt, cái phần cuối này, nó dây nó bó, nó lạc vào nhau ấy. Đấy, để giữ, và anh em để thừa ra một chút, tầm vòng này. Đó, khi mà anh em nhét vào, thì nó là vừa đủ. Đấy, anh sẽ tiến hành bấm này. Đó, thứ hai là anh em đặt bấm nhé, anh em để ý bấm này. Đấy, bấm, dứt khoát. Đó, sau đó khi mà bấm xong nhé, chúng ta vẫn giữ nguyên. Anh em tránh trường hợp dây hay là làm nó thay đổi, thì lúc nhét dây cái đầu này, các cái đầu này bấm này, nó sẽ không cùng một kích cỡ nữa, nhưng mà độ dài bây giờ nó đang như nhau, lúc anh em dây thì nó lại thay đổi, thì anh em bị. Thứ hai là khi người đầu di của mình chúng ta ngửa vào này, chúng ta nhét dần này, vẫn giữ nhá, bắt đầu anh em thả tay dần ra, nhét dần vào trong đó, khi nó đã vào trong rồi bắt đầu đẩy lên. Khi mà đẩy lên xong thì anh em để ý cái đầu này nó ánh hết đến cái màu đồng lên này, bắt đầu chúng ta tiến hành là đẩy cái phần vỏ ngoài vào. Tại vì cái đầu di của chúng ta nó có phần giữ ở cuối. Và không cho vào kìm. Đấy vào. Đó, khi anh em đẩy vào. Anh em bị đánh hết đánh đồng ok nhá. Đó là anh em bóp này. Bóp dây vào. Ok. Bóp. Nó sẽ kêu một cái tách cái. Xong khi bóp xong thì chúng ta lại đẩy dây ra. Đó. Và anh em lưu ý là khi mà bấm ý, thì cái phần cái vỏ trắng ấy nó sẽ được
cái phần lẫy ấn vào và giữ, tránh nhau là nó bị tụt. Đây anh em rất là chắc phải tụt. Xong bắt đầu tương tự với đầu thứ hai, chúng ta làm tương tự nhé. Ta sẽ làm nhanh đầu thứ hai. Cước này. Đấy là những em mới thì phải sẽ làm đấy, còn làm nhanh gì đây. Chúng ta vừa làm chúng ta vừa duỗi luôn luôn, tránh trường hợp chúng ta phải bẻ ra hai bên sẽ khó hơn. Đấy, cho anh nhét vào nhanh thôi, tránh trường hợp nào nó bị xoắn dây nhé. Xoắn dây là anh em lưu ý, xoắn dây thì nó sẽ khó xoắn bấm cho chúng ta sau này. Đây, nó bị xoắn dây. Xong đó anh em vuốt thẳng lên, anh em giữ trước khi đấy, trước khi bấm, rồi anh bấm, bấm dứt khoát, nhét dây, đẩy rất là dễ, đẩy ở trong túi hết vào đầu này, đẩy tiếp, chúng ta giữ kìm, đẩy kìm vào, họ khi nào anh nhấc đầu lên, thì anh bắt đầu bấm, bấm và giữ, giữ, đấy, đó, đây chúng ta bấm xong chúng ta bắt đầu kiểm tra thì Nam sẽ hướng dẫn luôn anh em sử dụng bộ test. Thì biết chúng ta có hai nấc, một nấc test bình thường, đây test nhanh của nấc test nhanh thì anh em kiểm tra thì có đây thông hết 8 sợi, thì có đèn chúng ta chuyển tín hiệu là gồm 4 đèn với cái loại là 100 MB, là 1, 2, 3 và 6. Đây sẽ test chậm cho anh em nhìn nhé. 1, 2, 3, 4. Ok, tôi đã thông hết và chúng ta bấm thành công. Đó. Tiếp theo với lại cái casino, casino thì nó hơi khác một chút. Thì khi mà anh em bấm ấy, khi anh bấm nhá, anh em lưu ý này, thì chúng ta với nhà khách hàng bình thường ấy, chúng ta chỉ bấm 4 đầu dây thôi, nghĩa là những cái dây trắng này chúng ta hoàn toàn có thể bỏ đi. Tại vì chúng ta khi chuyển tín hiệu chúng ta chỉ cần là 4 giây, đó là 1, 2, 3 và 6. Đó. Thì khi em bấm thì anh em bấm bình thường. Đây sẽ thứ tự. Nhưng mà cái dây mờ đây, thường anh em đi làm sẽ bấm là da cam, xanh lá cây, xanh dương và xanh lá cây và nâu như này. Có anh em thì lại đổi nâu với xanh dương với nhau. Nhưng anh lưu ý là khi mà nhét cái dây nâu này thì phải đúng vào cái cổng số 6 nhé. Đây, đúng vào cổng số 6. Hơi phức tạp hơn một chút. Có mà đúng vào cổng số 6. Này. Xong em đẩy vào. Anh em đẩy vào. Đó. Thì để ý cái đồng mà ánh lên là được. Và thứ hai là cái phần dây màu đen này thì nó phải qua cái lẫy để nó nẹp vào. Tương tự như anh em để ý này, nó chỉ có 4 sợi, anh có thể bấm 8 nhé, nào thường là 4. Em để ý ánh cái dây đồng nó lên, ánh lên là được, rồi sau anh kẹp như bình thường với sino như vậy. Tương tự đầu này anh em cũng làm tương tự nhé. Sino thì vỏ nó hơi bị dày nên anh em tước nó hơi chặt tay hơn với lại cái dây cấp 5 bình thường của mình. Tước xong anh em cũng lọc dây một trắng ra riêng bỏ đi. Thường nào là bỏ đi hết, anh chỉ bấm thôi. Đó, tiếp tục là chúng ta sẽ làm tiếp với những dây khác. Ok, còn chúng ta cũng giữ xong rồi chúng ta nhét vào. Nhớ lưu ý cái dây màu nâu đúng vào cổng 6 nhé, cổng số 6. Đây. Cái việc này đó, khi máy xong sau đó đẩy vào.
anh em để ý dây ở anh đồng máy hết rồi này, đó sửa lại ra kẹp. Nhớ là dây sino nó hơi cứng hơn dây kia nhá, thì đẩy vừa phải không nó sẽ lật dây ra nhá. Đấy, rồi bóp. Đấy, kết quả sau ấy, thì cái phần màu đen được giữ này, đây, được giữ và kẹp như đâu mạnh thế này, cái màu đen được giữ và kẹp đó, và bốn sợi đây nó giống như cái dây bóp của chúng ta, xong chúng ta cũng kiểm tra như bình thường. Chọn nhá, cho anh em nhìn này. 2, 3, 6 đúng. Đấy, đây là lưới sino. Tiếp theo với cái dây khó hơn một chút, đó là dây cáp 6. Cáp 6 thì nó cũng như cáp 5 thôi, nó chỉ khác có phần nhựa. Thì việc đầu tiên anh làm ấy, thì khuyến cáo anh em nên rút lên một chút đó, xong lấy cái phần nhựa này cắt đi, cắt cái phần nhựa đi. Nhớ nó cắt thì đúng một giây nhé, cẩn thận một giây nhé. Đó, khi mà cắt xong rồi thì anh em lại bấm như bình thường, cũng tách đôi ra, nó sẽ làm nhanh nhé. Đây, 6 này. Sau này anh em làm thừa ra một chút gấm, sau đó là mình sẽ ẩn đầu dây lên. Thì cái phần này nó mình khi mình cắt nhựa đi thế thì phần này sẽ bẻ ra và nhét nó dễ hơn nhé. Đấy. Ok. Sau đó anh em giữ và đẩy vào. Đấy, đẩy vào trong. Nó khi mình đẩy bắt đầu dây. Khi đến đây là bắt đầu thu hết rồi thì bắt đầu anh em đẩy cái phần nhựa dưới vào để nó có cái phần nó giữ dưới. Tránh trường hợp dây nó bị tụt do cái tụt cái vỏ ngoài nó không có gì giữ. Anh em đẩy vào đó. Đấy, nhớ để ý anh đồng anh hết đây này. Đấy, đẩy vào xong anh em bóp. Ok, đây là kết quả chúng ta thu được này. Cái phần dưới này chúng ta vừa giữ này, cái thứ hai là cái dây của chúng ta thẳng này, và cái anh đồng anh hết lên. Ok, tương tự với cái đầu tiếp theo này, nó sẽ làm tiếp nhé. Đây, công đoạn đầu tiên là anh em tước vỏ này. Đấy, tước vỏ xong thì bắt đầu anh em bẻ dây ra, bẻ cái phần dây dù ra này, rút cái dây nhựa ra này. Rồi, chúng ta kéo dây nhựa lên một chút. Rồi, mở như này, bấm cái đầu đi. Được chưa? Và chúng ta sẽ lọc dây ra, lọc cái dây này ra, và chúng ta bấm. Da cam riêng, nâu riêng. Đây, thành đôi một, hoặc là làm nhanh như nào cũng được. Và tước luôn. Nhưng anh em nhớ xoáy hết nhá, để tránh trường hợp nó bị trồng dây, lúc mà bấm nó sẽ khó. Đấy. Đó. Ok, dây bấm sứt khoát. Nhét đầu dây vào. Dây vào. Phát một. Xong anh em đẩy cái vỏ lên. Cái vỏ lên là được. Xong anh em bắt đầu bấm nhé. Ok. Sau đó chúng ta cũng test lại. Test lại. Đây. Kết quả thông hết. Ok chưa nào? Đấy là về cái về bấm dây lan. Khi bấm xong anh em lưu ý thì sử dụng bộ test thì mình nên tắt đi để tìm pin. Đó là toàn bộ về cái cách bấm dây. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là bây giờ có 3 sợi dây thì dây nào dùng là tốt nhất? Những cái dây như dây sino này thì chúng ta đi dây âm tường. Những cái dây ví dụ như dây trắng này thì dùng Vinacap, hoặc là một số dòng dây của bên chúng ta cũng cấp những kiểu Vincom nó rất là tốt. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Có vấn đề gì thắc mắc thì anh em comment giúp mình nhé. Rồi, chào anh em.